Dạ Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiên Thần, Hộ Pháp, tận hư không biến khắp pháp giới và tất cả chúng sinh hữu duyên. Chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 nhằm ngày 19 tháng 11 âm lịch, thì chúng con có nhận những cái đồ cho chuyến thiện nguyện tại Đức Trọng Bảo Lộc cho trẻ em và người già, gồm có thứ nhất là xin tán thán cảm niệm công đức của đạo tràng hư không và gia đình của bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, gia đình của cô Nguyễn Thị Minh Thúy, và đạo tràng của cô Lê Nữ Ngọc Trinh, và đạo tràng của Lê Ngọc Lan Thanh Đào, đạo tràng Hoàng Thị Thương, đạo tràng cô Ngọc, đạo tràng cô Hư Không, và gia đình của cô Ái và dì Hai, cũng như gia đình của Phật tử Minh Chơn đã tài trợ cùng đồng hành cùng tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Và chúng con cũng xin cảm niệm công đức của gia đình của cô Mận, gia đình của cô Thu. A Di Đà Phật. Và chúng con cũng xin thành tâm cảm niệm công đức của gia đình cô Nữ đã chung tay trong chuyến thiện nguyện tại Đức Trọng Bảo Lộc. A Di Đà Phật. Đã cùng đồng hành trong cái chuyến thiện nguyện tại Đức Trọng Bảo Lộc cho trẻ em và người già. Thành tâm cảm niệm hết tất cả công đức của quý mạnh thường quân đã chung tay gồm có những cái phần quà như thế này cả nhà. 200 cái áo, 180 cái mền và 500 cái mền gói, và có quần áo bảo hộ y tế, cũng như là sữa, cũng như là kẹo, rồi chanh Địa Tạng. Đó là những cái đây là những cái video mà quay lại để cho cảm niệm công đức của hai cái lì xì này gửi cho hai sư phụ trên núi nè. Đây còn hai cái lì xì nữa. Cô Phật tử nào không có nói tên giấu tên mà gửi cho hai sư phụ trên núi luôn. Rồi, cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân đã gửi cho hai sư phụ trên núi. A Di Đà Phật. Thành tâm chúc phúc cho tất cả quý mạnh thường quân đã chung tay với chuyến thiện nguyện này, dạng sự như ý, tâm nghĩ sự thành, vô lượng các từ. A Di Đà Phật. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật.